cổ ăn lên đầu hàng nó tay đau đầu nên ta toàn phải tiêm bổ não đấy, đau đầu đấy, ta phải tiêm thuốc bổ não đấy. Không thế nó chóng mặt mấy nề ấy không đi qua hoàn hết nhất nhất này, hoàn hết dưỡng não này, hoàn lúc dưỡng não ta vẫn uống. Bác Thành này, bác để đây em bác Trung em. Toàn 100 ngày toàn năm tốt khóc đây khi con người ta sinh ra phải để cứ 3 tháng 10 ngày nay chết đi cũng phải để 3 tháng 10 ngày cho đúng tròn chữ đạo hiếu thì hôm nay các quan tỏa nồng thần tu tiết hương hoa đăng trà quả thực lễ chay lễ mặt chúng chín là thiết lập tại rộng bộ phần vong hồn tân tử hiền tổ khảo vũ văn đồng kính hồn nguyên bệnh sinh hư 1920 nương bài thóa trường. Ngày hôm nay tức là sáng ngày mùng 10 tháng 2 năm giáp ngọ đúng tròn 100 ngày tuần năm tốt cốc khi mãi địa. Thì hôm nay các con cháu tỏ lòng trần đi tu tiết hương hoa đăng trà quả thực lý đường phụng hiến thiết lập tại thượng mộ phân cáo thần linh thổ địa ngài chứng lễ. Thì đức toàn vũ văn thiện vũ văn minh vũ văn đàm vũ văn nương vũ anh thắng. Hôn hôn đi hôn đi từ dâu trường hoàng thị nới phạm thị hằng võ thị thúy hằng ngô thị đông vũ thị đường cao thị trâm nguyễn thị thu hằng nữ tử vũ thị thanh tế tử nguyễn hữu quy xuất trung nam đích tôn vũ thái trơn vũ nhật quang vũ việt là trung vũ việt quang vũ mạnh vũ trần thị diệp mỹ nữ nội tôn vũ thị nam hương vũ thị hải yến vũ thị hồng ngọc vũ hồng thơm vũ thủy ninh vũ vương hoa chất đội phùng huy vũ long phùng huy vũ an trương hải phong chất châu hải nguyễn hữu quân nguyễn thị thúy nguyễn thị chuyên chất ngoại nguyễn nam khánh đỗ trung du đỗ hà phương lê du trang lê hoài an đồng con cháu chất nội ngoại nhà gái trai đồng hành chí kính nhất nhất tâm phục thịnh vạn tâm cầu cầu vọng cầu tam bảo chư phật đông hữu thích ca phật tổ tây hữu di đà phật vương nam hữu di đà tôn phật bắc hữu tỷ đẳng đẳng chư phật tam thánh tề thiên đại thánh huyền thiên đại thánh đô thiên đại thánh tam thiên thiên phủ địa phủ thị phủ thiên tướng thiên binh địa binh thị tướng thị binh vũ vương đại độ thần quan đại sơn đại thần tiểu sơn tiểu thần việt vị thần hoàng bản thổ ngài cai quản khu mộ hung táng nghi thủ dưỡng mộ phần an cư nhập địa vong linh hồn tân tử hiền tổ khảo là bố là ông nội ông ngoại phụ ngoại là thân nhân là vũ văn đồng tam hồn thất bách an cư nhập địa hồn nhập xác xác nhập một nay đúng toàn 100 ngày làm lễ cáo thần linh để nhập vi hồn nhập về xác xác nhập hồn nay thì trước khi con cháu cũng tại ra thì hôm nay làm lễ cúng cáo thần linh trình trước hồ địa hôm trước nay đúng toàn 100 ngày có sinh có tử con người ta sinh ra để sinh ra tiếng khóc chào đời cũng phải để 3 tháng 10 ngày nay mất đi cũng phải để 3 tháng 10 ngày có tinh tinh đó.
nay các con đại diện gia đình cho hắn lòng trần nhất nhất một lòng cung kính thành trời Phật thánh giáng thì nam thêm thần thánh tấu thẳng bệnh ngọ chìm rưỡi đất trên trời thì thương đỏ vong thương thời có đức có nhân như tôi ân cần phong thế như này. Này pháp sư thầy tỏ ra chủ đề cúng trời Phật thánh thổ địa ngài chấn giữ thủ Việt mạch đông tây nam bắc bảo tồn cô cốt vong hình một phần hung táng an hình thể cốt vong họ là bố là ông nội ông ngoại cụ nội cụ ngoại là thân nhân là quay vũ văn đồng đây chính hồn dân bạc chi hư 1928 tên tuổi quay là mộng và thìn tiên muộn là người hiện thời thủ trinh hưởng thế là bảo điện 86 tuổi thế mà tạ thế mất năm 2013 năm quay là quý hỏi quý tị niên thế quay là đông thiên thập nhật tháng 10 âm lịch ngày 29 cuối tháng thế và mất vào 4:05 tức là mùi vào ngày 29 tháng 10 âm lịch từ nay là sáng trưa ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch năm Giáp Ngọ đúng chuẩn 100 ngày hôm nay các quan lòng trần tu thiết hương hoa đang trả quả thực lý đường biết nhất nhất một lòng cung kính trời Phật thánh thổ địa các quan chân thủ nhật mạch đông tây nam bắc bảo tồn vô cốt an hình thể một phần vong hồn tồn thủ nhà bố ông một ông ngoại của người ngoài quay lại biết về trình về Phật thánh công thổ địa ra tiên diệt tổ tại nhà thì trước khi cũng tại ra có ra ngoài mộ cáo thần linh thổ địa ngài chứng lễ thủ chấn nhật mạch đông tây nam bắc bảo tồn vô cốt an hình thể một yên và đẹp để phúc đức cho con cho cháu chắc gọi gọi là chẳng ai trai trong nước ngoài nước trong nam ngoài bắc xa gần con cháu được bình yên làm ăn tụ tài hưởng lộc hiền lành băng đến nữ băng đi từ nay vong hồn theo của đạo Phật là về tây phương cực lạc theo đạo Thánh về bồng lai tiên cảnh theo đạo Hiếu là về hầu tiên tổ nội ngoại thứ âm phần để lại nỗi nhớ buồn thương cho các con cháu chắt nội ngoại xa gần trong nước ngoài nước trong nam ngoài bắc thế về hưởng lộc về quê hương gốc hôm nay các con đại diện còn thiếu một số con hôm nay các con của lòng trần rất một lòng cung kính để vọng Phật trời thánh thổ địa các quan thế và thiên đình định mệnh vong linh hồn cũng văn đồng sống được 86 tuổi phải về theo tiên tổ hội ngoại hôm nay các quan làm lễ cúng và lập khóc để quay là vong hồn tự kiếm ăn kể từ ngày mai thì các quan theo luật là không phải cúng cơm tại nhà nữa đôi vào bữa nữa thế quản quay là nếu không phải về Tết thì quan vẫn được ống hình thần phan thả tại nhà để trong ngoài để cắt thì hôm nay thì ra cắt trước thì hôm nay là giờ là cúng pháo thổ công của địa hôm nay vong hồn hay được thông hành nghĩ ấy bằng dương đi về các quan các cháu hoặc đi đi về ra nước ngoài thì các quan cháu được thông hành là năm bảo ngọc rồi. Thế hôm nay là nhập về địa để coi vong hồn chưa thoát thì mời bộ cho các quan các cháu hôm nay muốn cho mộ yên mà đẹp mộ Phật được siêu thoát thì coi là đấng thần linh mộ địa của mộ hôm nay là con lễ vọng Phật thánh các quan thì ở đây chính ngài của địa ở đây chấn giữ đất này mộ Phật công táng coi giữa bộ Phật vong hồn coi quan đồng siêu thích thích độ đất vốn xưa nãy mang nhật khí sắc viên trang trần vệ đại vương nước mũ đội trên đầu thác anh ngại vai thác khâm sai xưa trừ tà trí bệnh tây tà nại tà hữu phương nam cứu lần tất đất điểm về gần xa nước tiếng nam đi anh hùng thầy này như tướng tướng này như vợ dù bảo viên giờ đã đêm trai trước là trọng đạo thiên đình sau thế đan là tướng anh linh là tật tộc răng là nhang hoa thỉnh khâm sai thiên tướng thiên quan lại sai địa tướng địa quan thỏ dày nào là hắc khổ đâu đây căn trầm cho hết đông tây trong ngoài phục khi cốt khí mọi loài hung thần ác sát cùng loài nam dương và nân diệu diệt tịnh thần vĩ công chư tướng năm Giáp Ngọ đúng chuẩn trăm ngày phần lớn khóc còn lễ trai bạn vương hoa đăng trà quả thực thống chín thiết lập tại trên dưới xung quanh bộ phần tức là nhang tức là hương đăng là nửa đến là thay đèn đầu cù nang dầu cao thanh trước là rượu thanh thủy là nước mưa xài là gạo trống diêm là muối tỉnh phẩm là chè thuốc lá thế và trái phẩm là hoa tươi thế rồi quay là chiêm thế rồi thăng nóng thế rồi quay là vú sữa thế rồi quay là nhục chư nhất phiến một miếng thịt lợn là sống thế xài gạo trống diêm là muối cũng ắt ra cây năm quả trứng gà trống hàn âm đất Phật là một con gà một cả bò thế và bạch truy nhất địa một số trắng để cung Phật thế và quay là trái quả kim ngân tiền vàng tiền ngân hàng quốc gia Việt Nam
và nhất sinh mã của vị ngọa tổ quan kiếm áo giáp của quan mũ đầu một của quan cai quản năm phương đông tây nam bắc trên trời dưới nước một địa chính thần nghĩa địa một coi là thôn nghĩa trang thuộc là khu giáng là thôn coi là rõ của đã tiên kiến thuộc trên cầu mới thế còn sông thế còn có thần ông thì có thần gà mũ ngón tay thao mà rất cai quản năm phương đông tây nam bắc trên trời dưới nước địa chính thần đây có thần ông có thần bà để ngài chứng lễ cho phật con cháu gọi ngoại là trẻ gái trai còn lại các quan như đều được nhưng tất cả hiện tâm lòng thành xa gần cũng hướng về để về với về coi là thắp nén tâm hương vượt tâm trong lòng cầu cho bố siêu phát phúc đức cho con cháu gọi con cháu trong nước ngoài nước và hai quan các cháu chắc ở bên nước ngoài cũng về được có đại diện có các quan cháu chắc tại quê hương Quảng Đông xa gần Hải Phòng quê hương hôm nay của lòng trần nhất nhất các quan tuy là không đầy đủ nhưng đều một tấm lòng thành một lòng cung kính thành trời Phật thánh thổ địa các quan chấp lễ tập bái cho con cháu hôm nay nhờ thầy đến đây để coi là nhập khẩu vong hồn tự kiếm ăn thông hành để coi là duy âm dương coi là tự kiếm ăn thông hành trong bao dương vậy hôm nay là đúng gần trăm ngày cho người ta sinh ra chứ khóc cả đời cũng phải được cứ 3 tháng 10 ngày thế là mất định của tháng 10 ngày hôm nay đã trở lại đây thì gia đình đã chuyển bắt hương và chuyển bàn thờ từ trong nhà ra ngoài trước năm lâu rồi hôm nay là đến đây thì cũng trình đi là nhà trình Phật thánh ông của địa các tiên tiền tổ thế là cũng cầu chiêu cái rồi coi là cũng thơm thực phẩm cho vong kính tiến tổ tiên và các vong cả nhà trước khi cũng thì gia đình đã ra mộ thắp hương các cụ tổ tiên cắt táng để ra bộ đại chính ở đây là hôm nay cắt coi là nhập khẩu trăm ngày cho vong hồn xin cáo thần linh thổ địa cái cung thỉnh thừa thiên hiệu pháp quan nhị thập tứ khí tôn thần nhị thập tứ sơn tôn thần ngũ phương long mạch thủ mộ tôn thần đông phương long mạch tây phương long mạch nam phương long mạch bắc phương long mạch chính long mạch thổ địa tại đây thần đây thế và ngũ phương ngũ đế đông phương thanh đế mộc đức thủ mộ thần quan nam phương thích đế hỏa đức thủ mộ thần quan tây phương bạch đế kim đức thủ mộ thần quan bắc phương hắc đế thủy đức thủ mộ thần quan tràn trời côn đất ngọc hoàng thượng đế thác hạ quân thần thổ địa quân chỗ đồng thứ cư chấp lại chấp bái để dưỡng vong hồn coi là cũng quan đồng được siêu sinh tính độ ta một thật phách ba hồn bảy vía ăn cư nhập địa hôm nay các quan tỏ lòng trần con nên chay nên mặt hương hoa đăng trà quả thực bày na nhiệt trên dưới xung quanh bộ phần của chính vong hồn cũng quan đồng hôm nay các quan đại diện hôm nay là thay mặt và đăng tổ hôm nay để cáo có trên có Phật tổ Thích Ca Thắng Trần có được địa tạng Bồ Tát cải cách các quan là tỏ lòng trần ở đây thắp hương thì giải chứng lễ cho để thụ dưỡng bộ phần thế và nhận lấy lễ vật trái quả kim ngân tiền bạc hoa trái thích mã để phong cấp cho ngài chứng lễ và chấp lại chấp cái lỗi cho ông hồn được thông hành thế kể từ ngày mai các con không phải cứ cơm phải đôi bữa nữa theo luật hôm nay là ngoài là thông hồn tự kiếm ăn được thông hành ai cũng thế cùng một từ hôm nay là cùng một thứ tám và độ đau độ hai thứ hết là 10 thập điện thế thì xin quan thổ địa ngài chứng lễ trên có Phật tổ như lai giáng trần thế có quay ngọc hoàng sắc hạ quân thần thổ công thổ địa ở nhà thổ công ra ngoài một thần linh này chấp lễ chấp bái độ cho vong hồn coi là cũng ngân hồng siêu sinh tịnh độ ăn cư nhập địa siêu thoát không đại nghĩa không là cứu sinh được người sống thần này tử thế chết được siêu thoát thế hôm nay các quan đa ngộ cáo thần linh này chấp lễ chấp bái quay vong hồn siêu thoát âm dương đấy, âm dương đấy, âm dương dương đấy nào, âm theo đâu? Này là ông trà, u anh thắng nghe hôn hà tu hôn nè, hôn nè hôn nè tôn dâu à trường nè, con dâu à trường nè hoàng thị núi, vũ hoàng thị núi phạm thị hằng. Quá thị thúy hằng á ngô thị rung vũ á vũ á vũ á thị á đượng cao á thị á châm nữ tử vũ á thị á thanh á tế tử nguyễn hữu á quy cho hết các thứ quyền nó trồng đống cái kia là nó cháy từ đây cái này chuyên này đấy cháy ngay mà cái trong có đồ đồ nhậu vào không chứ đừng có đi chị ơi cái bao cầm về không ô mang qua chứ quần hết này
Qua thưa các thứ đầu cao phải lại. Nhưng còn liên quan đến cái chỗ cái ngọ hoa kia cũng mất rồi. Đây. Đây. Người ta làm được một nửa rồi, con nửa vẫn. Mùng 4 này là ngày mùng 10 tháng 2 cũng là tròn 100 ngày tròn năm tốt không? Thì hôm nay các con đã thay ảnh và âm vị đàn thờ này làm lễ cáo trình thổ công thổ địa ngài cai quản đất ở này. Mà lại vong hồn sống ở đây trời Phật thánh minh giáng thì có tâm là có Phật, Phật ở trong tâm Phật độ đó vong hồn thì vũ văn đồng là siêu linh tính độ độ cho các con đường trần thế được bình an. Nay tại nhà bàn thờ đa thiên thiền tổ nhà thổ công thổ địa trong ngoài nay chúng con sám hối Phật trời thánh thổ công thổ địa đa thiên thiền tổ và các con chứng lễ cho hôm nay để làm lễ cúng cha hối nay đúng 100 ngày trong hôm nay mất có thể 3 tháng 10 ngày gia đình nay con làm lễ cúng an vị bát hương vị đại truyền bát hương ra từ tháng ngày 4 tháng 2 năm giáp mi có trước 6 ngày thì nay các con đồng thần thì cũng xin sám hối trước thì đúng thuận tiết hôm nay làm lễ cúng an vị bát hương để hóa ý ngũ gậy để không vong hồn được thông hành âm dương vị nọ nay thành Phật cầu siêu sám hối tại đa trường na thiền thi nghe cũng chẳng nghe cần nâng bách giả đa thiết công kính như hai dạo sắc cần sinh nhà vì hai nương quốc nghi ngã kim tính tam nhập vị cập lễ a di đà cầu siêu an vị an vị ảnh hình an vị bát ngưỡng hà nay làm lễ thần tâm đi bách nhật đi thỉnh phật thánh thổ công bồ đề đa thiên tiền tổ các cụ chân linh gắn về linh trang lễ trai cúng phật phật lễ bạn cúng thần thánh thổ công bồ đề công anh đà phan cụ phật kính cáo đa thiên tổ bát công đoàn quả chứng cúng chứng vong hồn nay hiện rồi khảo na vô na ông nội ông ngoại cụ nội cụ ngoại vũ văn đồng về chứng lễ thì con cháu mai này cung kính thỉnh các cụ cao cao phi tổ cao thần tổ cao cao thần tổ thì nay con cháu là lại an thần lại ảnh hình và cháu lại ảnh hình các cụ theo cũng con cháu cũng cụ ai mời cung kính thỉnh các cụ tứ đại vũ văn đâu cụ vũ thị đô và chân linh cụ cha lại là ông bà nội nhà đa vũ là vũ văn đầu thần là thi phúc mấy bà chân linh nha này à ngày là bác cha nhập là cho chính nha hiền là khảo na vũ na vũ văn đồng thì mời hiền thì mẹ là vũ vũ a thị trẻ cùng các mấy chân linh nha chị là cái là vũ vũ thị trẻ thành là hai gái mấy người ta sĩ là vũ a hồng tâm vũ vũ quốc cũng nga bảo đồng thượng hạ là trẻ gái đại dám nó về minh chẳng thần mà thật cả nay à nhân cũng thần là năm bách bánh vật thì các con tổ hồng thần cung kính thỉnh trời và thánh giáng nghi nam phật độ cho các chân linh hung táng các táng đều được siêu tinh tịnh độ cho trần thế cho các con cháu ra gần trăm nước ngoài nước được đều bình yên làm ăn phục tài thụ nào âm lương lợi nam ta thị đường cao thị trâm nguyễn thị thu hằng nữ từ vũ thị thanh tế từ nguyễn hữu quy và xuất chúng nam đích tôn vũ thái sơn vũ nhật quang vũ việt chúng trần thị nhập vũ văn việt cường vũ mạnh hùng hai nữ nội tôn vũ thị na nương vũ thị hồng ngọc vũ thị vì con cháu này cung kính thỉnh các cụ cao cao chi tổ cao thẳng tổ cao cao thẳng tổ thị vũ đại đồng đoàn tứ đại đồng đoàn con cháu cung kính thỉnh mời chân linh cụ tứ đại là vũ văn lâu cụ và vũ thị đô chân linh ca đại là ông bà nội trẻ là vũ thực là vũ văn hậu trần thị cốt và chân thì bố mẹ ở đâu thì nay thờ tại đây hôm nay nông trần các con trai gần nay còn thiếu con nào cũng về được tất cả già trẻ gái trai đều hướng về tâm nguyện là phật đồng cầu cho bố mẹ tổ tiên được siêu tinh tĩnh độ an cư nhập địa để phúc đức cho con cháu hôm nay cầu phật thì con thế này hôm nay là để xin các ngài hôm nay là xin là đã cho năm ảnh con cháu thay ảnh mới rồi ảnh cũ cất đi thế và có làm gì tạo đến thì phải cháu thổ công thì ngài chứng để cho các tổ tiên hoàn bắt công đồng quả chứng là đây cũng cho con để trong về hóa ôi có công không thương vị đó ôm mi ca ma na sa hà ôm ca ma na sa hà
bản thân nhiều cao hộ nghèo no yếu đầu tiên có thể tha thiếu quá thì thế bà chân đinh coi là hiền thì là mẹ là phụ thì là kẻ và chân đinh các chân đinh chị gái anh trai tất chất trẻ là con cháu bác cũng được vật là vũ thì thành vũ hồng là tâm vũ quốc bản hai đứa sinh trong Mỹ hôm nay là tất cả có ảnh thế còn một số chân đinh các cụ thì có tên có vũ quý cụ thờ có ảnh rõ con cháu coi là không có ảnh con cháu là bằng cũng bày vị của con cháu cũng có bác hôm nay là trưa này quay là mùng bánh kính toàn là 3 năm thì quan để tang trang mẹ 3 năm thì lúc ấy là mẹ cắt bản tang thế thì quay là nay là cửa thứ 8 còn chỗ đầu là tiểu thương nay nhỏ chỗ thứ hai là đại thương thế là sau đại thương 3 tháng cộng 27 tháng tính tròn là 3 năm thì lúc ấy là mẹ cắt bản tang thì vẫn áo sáng thì cắt hóa cắt bản tang rồi quay là còn hôm nay là hạ bông thờ đúng hôm nay là hạ bông thờ cắt vào tang thế như gia đình đã cúng 4 rồi hôm nay là thầy chỉ gọi là cúng gọi là an vị cho bát phương nhưng mà cũng là trình ra cho thổ công thổ địa gia tiên thổ biết hôm nay là đúng ngày 10 tháng 2 năm giáp ngọ đúng 100 ngày của ông linh hồn là con là cháu là chồng là bố là coi là vũ coi là vận động một phan rồi thế mà coi là thì hôm nay là coi là thì gia đình có thay ảnh thì hôm nay thay ảnh như là coi là bát phương vẫn là người ba bát phương bát phương có lòng trên tổ bát phương đang trên tổ các tất cả coi là gia đình thầy cũng chưa biết là bát phương có nào như vậy là có ba bát phương trình thổ công và trên nữa ở đây thế mà hôm nay là chấp nhận được tên thì các quan đúng ngày của bách nhật thì là các quan có sửa lễ bằng nằm chân cái chai cũng phật lễ mặt cũng thần thánh coi là thổ công thổ địa không quanh tạp bạc thủ trạng là cúng các cụ tổ tiên các chân linh và trẻ gái trai trên trước phía sau nam trước nữ sau thái trước phải sau nội trước ngoài sau cho hàng có hưởng thế nhưng hôm nay là ân thiên có thổ công thổ địa các đất này các tiên tiền tổ cảm thấy các quan sứ giả dẫn đường các cụ về đây thì coi thổ công cho phép các cụ về để ăn uống nhận lấy kim ngân thiệp là hoa trái còn riêng của bố này là cũng ban đầu con cháu coi là cũng phong cấp thêm bộ áo nữa coi là sống áo vải chết áo giấy sống bên thật chết tình trả để các trên là trên linh bố về thông hành âm dương để coi đi chơi các con trong nước ngoài nước ở bên Úc bên Đức thì hôm nay là các con đã cúng thì hôm nay là ngài thầy đây thế nên là xin các ngài hôm nay biết là hôm nay là cúng bát nhật thả mũ gậy thế là phải thủ trơm để ra sông mới thế phải coi các con này đã cho ảnh thay ảnh của cụ hay là của cụ tam đại hay là ảnh của coi là bố mẹ ảnh của hai liệt sĩ thế còn các chân đình chị gái và chân đình cụ trên thượng tứ đại chân đình cụ bà tam đại cũng có ảnh hôm nay cáo trình dưới con cháu cầu vọng có tâm có phú quý có ngày bình nhật thế còn coi nếu không có ngày bình nhật hoặc con cháu không biết thì tất cả chân đình cộng đồng trên đó hiện hảo là bố mai trong ngày vũ văn đồng mời mẹ là vũ thị kẻ có ảnh là quay là chị gái rất trẻ thì không có ảnh là vũ thị thành thế còn quay là hai chân đinh là chị trung mỹ là vũ hồng tâm vũ quốc bảo có ảnh hiện nay là thả ra ảnh các quan trước lễ cho tất tập công ở đây ngài chấn giữ đây là ra quyết là ông rồi tổ tiên về trước lễ con cháu đây là đang ở giữa là ngọ xin là có điều gì sơ xuất là không đúng định thì các quan trên trời là âm thần thế và phật trời đang sám hối một tội cũng xá sám hối tam đạo thế là sám hối coi phật thánh sám hối tổ công thổ địa sám hối các cụ tổ tiên sám hối bố hôm nay ngày về thầy là người cấp tam nhưng đại gia thầy mai là người cắt tam nên vì hôm nay là được cắt trước rồi đã chuẩn trước rồi thì thôi thì xin có gì sám hối xin trước thế còn hôm nay tất cả là xin là an vị bát thương bản hình và coi tổ công là âm âm để cho con thủy thế mà nếu ông dùng nhất âm dương thì vạn sự như ý và công việc sẽ hóa giải hết có vấn đề gì thì hóa giải hết thì coi là bác hồ là tự kiếm ăn thông hành gặp tổ tiên thế là gặp coi là bố mẹ gặp vợ gặp các con riêng phần hôm nay là xin tổng thể ngày hôm nay là tận năm bách nhật bác hồ là vũ văn đồng xin tất cả các cụ tổ tiên về chứng đã ăn uống xong rồi chứng đã rồi thế mà phật cho chứng đã rồi thì bắt đầu thầy cúng thực bằng thực kính nhất tổ tiên trung tất thì xin các bác hồ về chứng đã quan trời thánh tổ công của địa chứng lễ các cụ bên anh tổ tiên chứng lễ là đều với chứng và chúng tất cả thì thần nội thần ngoại cũng trước trời phật thánh là cũng trước chân tinh cũng xong có trời phải thoát thì con là xin của địa các quan thì hôm nay nào trần thì thôi là lại chính phương trời
hãy mời phương đất, chư Phật mời phương. Hôm nay thì nhà đình hôm nay thì xin an vị năm ảnh. Thế và đây đây này là gia đình cũng không một bàn trước thật không biết. Thì họ thấy là gia đình coi là cũng văn đảm lên điện tài rồi, thầy đã cũng xin là âm dương một điện bất đài thôi. Thế nhưng hôm nay là xuống đến đây thì coi nếu có được tạm gì. Thì hôm nay là coi cũng xin tất cả coi là trên có Phật, có Thánh, có công hộ địa, các tên tiền tổ. Hôm nay là xin là thứ nhất là nay là cấp quần áo cho chúng con của ngũ quan đầm, tức là cũng thả hết tất cả ngũ gậy, từ rơm, chắc là để ra ngoài rồi xong còn mới. Thế còn phan đã đốt rồi, thế còn là tôi được công hôm nay là con hậu trần thì hôm nay là để các con kính đã cho thăm được thành trúc thực, cũng cơm, để xin trình. Thế hôm nay là có anh ăn vị bản thờ, ăn vị ảnh. Nhưng mà thổ công có điện ra trên đền tổ, thế còn chân linh của cụ bà thì không có ảnh đây, con cháu cũng thờ vọng. Tất cả ngoài chân linh các cụ bà cũng lại sẽ có điều gì sản xuất, con cháu người chân. Thế này, thay mặt cho gia chủ thì con xin đại thứ hai, thì con được cả lửa quan thì xin đại xá. Cũng đại thứ hai dần, cũng như người ngoài bộ, cũng âm dần thôi, cũng không quay làm dần thôi, cũng âm dần thôi. Bây giờ là trời và tay cơm đập thì chúng con quan đấu đủ hà chọn phép mê mà nương chư Phật nhà chân hôn bí mật tôi đến về đây tụ hưởng đơn thành dẫn hương quán nước cùng canh cũng ngà đồ nén tâm hương mòn mòn bay này để con cháu cũng không được mời tất cả qua chân đây này toàn qua nhà để qua hôm nay này mà các cụ về tiền vàng cũng tiêu các cụ may mặc thì con cháu đến ngày là năm bảy con cháu lại coi là cúng ông cầm áo có mã có cúng hoặc là cúng có đồng cho ông hồng coi là cúng quan đồng thì con cháu hôm nay thì con cháu sẽ nhú thêm cho ông hồng thêm một con áo mới đó thì còn các cụ còn đã nhú tiền cụ tiêu không có sao đâu các cụ đó là ngày hôm nay thứ hai là được thì căn bản là gì thì các cụ cũng có thì mẹ cũng có là coi cho bố thế thì coi là nó không ngồm khóc thì thôi thì đã sẵn rồi bây giờ tất cả các cụ chân đinh về ăn uống người ngồi ít đủ cái võ thì khác cái ác thì trẻ hôm nay là tất bái con cháu chúng cảm thấy còn nhiều tội lỗi phải sám hối nhiều thì thôi hôm nay là xin các cụ tổ tiên thì bố mẹ và các thân đình như là Phật Thánh gọi là đại sát trần thế hôm nay là xin cứu các cụ thân đình là Phật nhập nhận tiền vàng thế là thổ công thổ địa trung tất thì đại đạt thì hôm nay là tiền vàng con cháu quý biếu là thứ giả đại đạt thứ giả thế là tất cả con cháu phú ban nhà nay là thần là xin để coi là hạ dừng và chấm đất lễ vật của con cháu hóa sớ hóa điệp rồi hóa tiền vàng hóa quần áo mà đầy đủ mà còn như các cụ thì nay mời các cụ người ăn uống coi là nhận tiền vàng thế còn tất cả quần áo khất một là cả đông bảy hai là coi là khi gõ đầu coi là một quần đầu con cháu hiếu thế thì coi là thì xin để sao là có hay không thì trước thì sao mỗi cụ trước thì con cháu còn thu hoạch nhiều thì xin đại xá. Nước ngọt kia nước ngọt cho cháu để bỏ ra nó bỏ nước ngọt cho cháu nhá bác cho mẹ rồi cái tao ăn đi cho con đi hả con chưa nước ngọt đấy Quân ơi rượu lấy rượu đâu đúng đây
Qua làm đâu qua làm. Đây này. Đây mang ra đây uống ai uống đâu người ta không uống rượu. Không uống. Không uống. Đến hôm sau rồi mặt ra ngồi cứ mở nhạc rộ quá thằng này cũng luôn. Thế à? Ừ, cũng luôn. Cũng này có xấu không? Nơi mình chẹp dù không biết nó xấu chết nhưng mà hiện tại là bây giờ thì thằng này không cứu rồi. Nhưng mà nhạc thì đến lúc mình xuống nó mở còn to cực kỳ luôn. Còn không chịu nổi nữa. Tôi mình nói sao mà nó 8 giờ sáng ra về mà mở nhạc nhặn lên thế này đó. Đổ đi, bạn biết đâu. Ở chỗ chúng em nhá. Có những ngày cấp cứu, có những ngày đám cưới, có nhà sinh hai ba đám. Không, không, không. Trong lúc là tìm cái miếng vải, xong là gửi chị ra để đưa cho Yến cầm ra chỗ nó cất, nhưng mà tìm không thấy đâu. Đưa nhà đi sao chứ? À không, không, không. Rồi, 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 không, 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 mỗi nhà chỉ cầm đi ăn.